Xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh YouTube Tony Tool chuyên mua bán đồ nghề bãi Nhật, Mỹ, Đức vân vân. Hôm nay em lên clip 70 ha. Ngày thứ bảy 4 tháng 3 2023 ha anh em. Thì hôm nay em lên tất cả là 25 mã hàng. Do tình hình ngoài bãi hiện tại bây giờ đang rất là khan hiếm các hàng hóa ha, cũng như là cái số lượng hàng nhập về thì đang bị ngưng lại ha anh em. Rồi, cho nên là cái số lượng hàng quá em đăng lên hiện tại bây giờ là rất là ít so với lúc trước ha. Mong cũng anh em quan tâm và theo dõi những cái clip sau của em ha. Thì ngày hôm nay á, do cái hàng bãi em ít quá cho nên là em sẽ trộn lẫn vào các sản phẩm của hãng Snap-on ngày hôm nay ha. Thì đồ của Snap-on á, hôm nay em lên tất cả có là 6 mã nha anh em, 6 mã hàng ha. Thì có 2 mã em sẽ báo giá công khai trên video ha. Còn 4 mã còn lại á, anh em vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0937009112. Em tên Sang ha. Hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn nha. Số điện thoại này cũng có số cũng là Zalo nha anh em. Đó, anh em có chốt hàng vui lòng kết bạn qua số Zalo này giúp em nha. Thì kể từ tháng 3 2023 ha. Thì những khách hàng nào mà đã từng mua hàng bên em ha, thì mọi cách thức giao dịch đó đều vẫn như cũ nha anh em, vẫn như cũ ha. Có nghĩa là ship code hoặc chuyển khoản gì đó vẫn diễn ra như bình thường nha. Còn thông báo với những khách hàng nào mà mới nha, mới 100% từ xưa đến giờ chưa mua đồ bên em ha, thì kể từ tháng 3 2023 thì anh em nếu mà ship code ha, vui lòng cọc phí ship giúp em nha. Cọc phí ship ở đây á là phí vận chuyển hai chiều nha. Trường hợp như anh em mà đem em ship ra mà anh em không nhận hàng ha, thì cái tiền ship đó sẽ bù lỗ vào cái vấn đề ship hàng cho chiều đi và chiều về cho em ha. Tại vì tránh trường hợp mà anh em bơm hàng ha. Đó, em làm như vậy là tránh trường hợp cho những khách hàng nào mà có ý định bơm hàng em nha. Mong anh em cũng thông cảm cho cái tình huống này ha. Thì những khách hàng cũ ha, anh em lưu ý nha, những khách hàng mà từ đó đến giờ mua hàng bên em rồi ha, thì không có áp dụng vô cái nguyên tắc là phải cọc phí ship nha. Đó, vẫn diễn ra bình thường ha anh em. Đó, chỉ là khách hàng mới 100% nha. Đó, anh em lưu ý ha. Rồi sau đây em lên mã số 1 nha. Mã số 1 hôm nay á, là một cái set, một cái hộp vít nha anh em. Thì cái hộp này á, là nó thiếu đồ ha. Thì em có bao nhiêu thì em bán bấy nhiêu nha. Đó. Thì trong cái hộp này á, gồm có hai cái cần tự động nha, hai cái nối và một cái hộp vít. Một cái hộp vít như thế này ha. Thì đầu tiên á, em sẽ review cái hộp vít cho anh em xem nha. Đó, Snap-on đàng hoàng ha. Cái hộp đỏ ha anh em. Cái hộp này chứa mũi vít và hai cái nối nha. Đó, cái này là nối chân lục giác 6.35 ly ra đầu 1/4 ha. Còn cái cây phía trên này màu trắng này là nối chân lục giác 6.35 ly ra đầu lục giác 6.35 ly luôn ha. Đó, sản phẩm này nó thiếu ha anh em, nó không đầy đủ cái mũi vít ha. Nhưng mà ở trong đây thì có 5, 8, 11 và 6 nữa là 17, 17 ở trên này 6 mũi nữa là tổng cộng là 23 mũi vít nha. Thì trong đó gồm có mấy cái mũi dẹp ha anh em. Mũi dẹp, mũi ba ke BH1, 2, 3. Đó. Và phía trên này là mũi lục giác bông. Lục giác bông có lỗ gì vân vân ha. Đa số là bị thiếu hết mũi của Snap-on hết nha anh em. Anh em lưu ý ha, nó sẽ có một số mũi nó có cái logo chữ S và có một số mũi không có ha. Đó, anh em thấy cái logo chữ S phía bên tay phải không? Đó là logo của hãng Snap-on ha. Và nó sẽ có những cái mã ha anh em. Đó, USA nè, anh em thấy không, cái logo chính giữa ha. ACR gì nè. Đó, nói chung là phải nhìn kỹ nha anh em. Đó. Đa số là thiếu ha, anh em chú ý ha.
23 mũi nha. Em review rất là kỹ nha. Anh em có xem clip anh em vui lòng quan sát kỹ ha. Và em cũng nhắc lại thêm một lần nữa là những khách hàng nào mới ha, anh em xem clip á, anh em chú ý vào cái phần tiêu đề nha. Anh em nhấp vào cái tiêu đề ha thì nó sẽ hiện ra cái phần mô tả nha. Phần mô tả đó em sẽ ghi rõ chi tiết về địa chỉ em nè, về số điện thoại nè, cũng như là cách thức giao dịch ha, chuyển khoản, ship code gì đó, vân vân. Đó, anh em vui lòng xem kỹ nha. Đó. Tổng 23 mũi và hai cây nói nha anh em. 23 mũi và cây nói, hai cây nói. Đó. Và hai cái cần tự động nha. Hai cái cần tự động này của Synapse, một cây ngắn và một cây dài ha. Thì nó hoạt động như thế này nè. Đây là cây nối dài ha. Này. Anh em xem kỹ nha. Đó, Synapse on ha. Mã của cây nối này là em nhìn cũng không rõ luôn nha anh em. Cái chữ nó nhỏ quá. SS ha. SSDMRC4-80 ha, USA. Đó. À, phía trong này á, là nó có 500 nha anh em. Chân này là chân 1/4 ha. Rồi chiều dài cây nối vít này là 23 cm nha. 23 cm. Nó sẽ hoạt động như thế này. Đó. Ở phía trong này á, là dùng cái đuôi này, đuôi 1/4 ha. Anh em đưa vào nó nghe cái cốc đó như thế này là ok nha. Đó. Đảo chiều á, là nó có mũi tên đây ha anh em. Đó, anh em gạt trái gạt phải vậy ha. Đó, tiếng tự động nó hoạt động nha. Còn anh em gạt về giữa ha, lúc này á, là nó không còn tự động nữa nha, là nó cố định rồi ha. Đó, nó không còn tự động ha. Đây cái mũi vít nó anh em gắn vào á, 500 nó sẽ hít nha. Như thế này. Đó, anh em thấy hết không? Đó. Hít rất là mạnh nha anh em. Và cái những cái mũi của hãng Synapse-on nó làm á là trên đầu mũi nó sẽ có những cái đường kẻ ha. Mục đích là bám những con ốc ha, chống trượt nha anh em. Chống trượt ốc ha. Chỉ có mũi ba ke thôi nha, còn mũi dẹp thì nó chỉ như thế này ha, nó không có mấy cái khía gạch để mà chống trượt nha. Mũi dẹp là không có ha. Rồi khi anh em mà gắn cái nối vít vào ha thì từ cái mũi ra tới phần cán phía sau là nó dài đến 34,5 cm, gần 35 nha. Gần 35 cm nha anh em. Đó. Đó, đảo chiều ha. Đó là cây này là cây dài ha, dùng trong trường hợp mà anh em gặp những cái con ốc nó nằm phía xa ha, trong kẹt phía xa ha anh em. Đó. Cái này cái phần cán của nó có chiều dài là 14,5 cm, gần 15 nha. Rồi còn cái đây là một cây vít ngắn ha. Cái này dùng trong tình huống góc hẹp nha anh em. Góc hẹp ha. Nó cũng giống như cây kia, đảo chiều và cố định ha. Và đây cái mũi này anh em gắn vào đây. Đó, nghe cái cốc ha anh em. Đó, tự động nó hoạt động ha. Đảo chiều và anh em cố định lại phía giữa ha, là không có quay được nha. Đó. Rồi, trong cái tình huống này á, thì cái nối và cái cán nó dài được 26,5 cm nha. 26,5. Còn cái cán ngắn này nó dài tầm 6,5 cm nha. 6,5 cm. Có hai cây nối. Một cây cái này dài hơn cái này dài 23. Còn một cây nữa là cây này nó có chiều dài là 13 cm nha. Nhưng mà cái cây dài 13 cm này á là ở trong đây cái 500 của nó
rất là yếu nha anh em, yếu hoặc là nó không có hay sao á, mà gắn vào nó không có hết nha. Đó, gắn vào không hết ha anh em. Đó, như thế này ha. Còn cái cây này á, là gắn vào nó hết ha nè. Đó, nó tự hết vào ha. Giật ra là rất là mạnh nha anh em. Đó, còn cái này á, thì nó lỏng ha. Đó, có sao em nói vậy nha anh em. Sản phẩm có sao em nói vậy ha. Hai cái nói đều của hãng Snap-on hết nha. Một cây dài 23, một cây dài 13 cm ha. Hai cái cán vít. Cơ cấu hoạt động là gắn đầu 1/4 nha. Đuôi 1/4 ha anh em. Đó, một cây ngắn và một cây dài ha. Và một cái hộp vít gồm 23 mũi đủ loại và hai cây nối vít ha. Nguyên một cái hộp nó sẽ như thế này. Đó. Anh em xem kỹ ha, nguyên cái hộp nó sẽ như thế này nha. Đó. À, chi tiết thì nó thiếu ha anh em. Đó. Đó, cái hộp nó sẽ như thế này ha. Đó, phần đáy nè. Rồi, mã số 1 nha. Mã số 1 em đang để với giá là 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu mã số 1 ha. Rồi tiếp theo là mã số 2 nha. Mã số 2 hôm nay á, là em lên hai set khẩu đen nha. Hai set khẩu này là đầu 1/2, set ngắn á, là gồm có từ số 11 cho đến số 25. Và cái set thứ ba, mã số 3 là một cái set khẩu dài gồm từ 10 cho đến số 24. Đó. Đầu tiên á, là em sẽ giới thiệu với anh em là mã số 2 trước. Mã số 2 trước đó là một cái set khẩu ngắn nha. Đây là số nhỏ nhất là số 11 nha anh em. Mã là IMM110A. Đó, snap on, cái chữ này là chữ rất là to nha anh em. Anh em chú ý ha, em đã từng review một cái set khẩu cũng là size ngắn ha, nhưng mà cái chữ là chữ nhỏ nha, còn cái này là chữ lớn ha. Đuôi này là đuôi 1/2, loại 6 cạnh. Khẩu đen á, là anh em dùng súng bu lông ha, dùng cho súng bu lông. Và đây là con số 12. Đó. IMM120A ha. Đó. Hai con nào cũng còn rất là đẹp nha anh em, giống như là chưa xài ha. Và đây là con số 13. IMM130A ha. Đó. Con này có sử dụng rồi nè. Loại 6 cạnh. Và đây là con số 14 ha. Đó, anh em nhìn chất thép đen của nó rất là đẹp ha. IMM140A ha. Đây, em đo thử một khẩu cho anh em xem nha. Chiều dài nó bằng nhau ha anh em. Chiều dài khẩu là tầm 37 mm nha. Có chiều dài khẩu là 37 mm ha. Rồi tiếp theo là con số 15 ha. IMM150A. Đó. Rồi con 16 nè. IMM160A ha. Đó, khẩu rất đẹp nha anh em, sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn ha. Đây là con số 17 IMM170A ha. Sáu cạnh. Con 18 IMM180. Đó, con này không có chữ A nha anh em. Con này không có chữ A ha. Đó. Rồi con 19 ha. IMM190. À, có nghĩa là sao con 18 là nó không có chữ A phía sau nha anh em. Đến con số 18 ha. Và con này là con số 20 nha. 20 IMM200. Đó, không có chữ A nha.
có nghĩa là đến số 18 là nó mất chữ A ha. Một set nha anh em, set của nó là cái mã của nó, mã đầu của nó là IMM ha, đây là con 21 ha, IMM 210 đó. Rồi con 22, 22 IMM 220 đó. Con 23 IMM 230 đó. Cái loại khẩu á em bảo hành trọn đời nha anh em, anh em mặc sức bắn ha, bắn thoải mái nha anh em, bắn bể là em đền con, bể con nào em đền con đó ha. IMM 240 ha, bể con nào em bảo hành con đó, đổi trả mới 100% nha anh em. Rồi tiếp theo là con 25 ha, con 25 là con cuối, IMM 250 nha đó. Con này còn đẹp đen keng nè anh em, này là chưa xài nè. Đó, anh em thấy ở trong ha. Mã số 2, bộ này em đang để với giá trên 5 triệu nha anh em. Mã số 2 trên 5 triệu ha, là set khẩu ngắn thép đen dành cho súng bô lông 1/2 ha. Đó, trên 5 triệu nha. Thì bộ này số nhỏ nhất là số 11 và số lớn nhất là số 25 ha. Và tiếp theo mã số 3, mã số 3 là một cái set khẩu dài ha. Khẩu dài là từ 10 cho đến số 24 nha. Đó, đây là con 10 nha, S IMM 100A. Và con số 11 là S IMM 110A ha. Đó, chữ này là chữ to nha anh em, chữ to ha. Loại 6 cạnh nha, đẹp len keng luôn nha anh em, size dài ha. Thì có chiều dài là 82, chiều dài là 82mm ha. Còn cái khẩu ngắn là có độ dài là 37mm nha anh em, 37mm ha. Và tiếp theo là con số 12 và con số 13 ha. Đó, 12, 13 ha anh em, SIMM 120A ha. Đó, con này con 13 SIMM 130A. Hai con, bốn con rồi nha anh em, con nào cũng đẹp ha. Đó, và tiếp theo là con số 14 và con số 15 nha, con 14 và con 15 SIMM 140A. Con này là con số 15 SIMM 150A. Đó, chất thép rất đẹp ha anh em. Rồi tiếp theo là con 16 và con số 17 ha, SIMM 160A. Con này đẹp đen keng luôn nè, con này chưa xài luôn. Rồi con này là con 17 nha, SIMM 170. Đến con số 17 là nó mất chữ A ha. Và tiếp theo là con số 18 và số 19 nha, SIMM 180. Con này là con số 19 ha, SIMM 190 nha anh em. Và tiếp theo là con 20 và số 21. Con 20 này là SIMM 200. Con 21
là con SIMM 210 ha. Một khẩu như thế này ha, anh em nhìn cái chất thép của nó, cái ngàm của nó rất là dày ha anh em. Rất là dày ha, phù hợp với anh em mà lấy súng ra bắn nha. Cái bộ này mà xài cần là ổn bộ này giống nha anh em. Rồi, tiếp theo là con 22 và con 23 SIMM 210. Ê, xin lỗi 220 ha. Và tiếp theo là con 23 SIMM 230 ha. Đó. Rồi con cuối ha anh em là con số 24. Con 24 này có cái mã là SIMM 240 ha. Đó. Đây anh em nhìn hai cái dòng chữ ha, nó cùng một đời nha anh em. Nó cùng một cái dòng chữ Snap-on nó tương tự như vậy ha. Và số nó cũng giống nhau luôn ha. Nó chỉ khác là một cái chiều dài của nó thôi. Rồi, mã số 3. Xét khẩu này size dài từ số 10 cho đến số 24 em đang dễ với giá là trên 6 triệu cái bộ mã số 3 nha. Anh em muốn cái biết ít bao nhiêu ha, anh em chủ động vui lòng inbox hoặc điện thoại trực tiếp giúp em nha. Đó, em sẽ báo giá chi tiết cho anh em biết ha. Rồi tiếp theo là mã số 4 nha. Mã số 4 em lên là ba cây kèm nha anh em. Ba cây kèm này hôm nay em sale nha, em sale cho anh em luôn. Đó. Thì nó gồm có hai cây kèm, cái này là cây kèm ba nấc nha, cái kèm cắt và một cây kèm mỏ nhọn ha. Rồi đầu tiên là cây kèm ba nấc này có cái mã là 46 ACF nha. 46 ACF, logo của hãng Snap-on, chữ USA hai mặt ha anh em. Dập chìm nha, không phải chữ laser ha anh em. Răng cỏ phía trong là giống như chưa xài ha, mới keng xà beng luôn nha anh em. Thay vì một cái kèm á, là nó có hai cái vị trí thay đổi thôi ha. Còn cái kèm này nó có ba vị trí luôn nha anh em. Đó, nó có ba vị trí thao tác cho anh em ha. Đó. Chiều dài cái kèm là 16,5 cm nha. 16,5 cm. Bộ ba cái kèm này anh em lưu ý ha, em không tách lẻ bất cứ cái nào ha. Em bán nguyên một set luôn nha. Rồi, tiếp theo là cái kìm cắt nha. Vẫn là logo chữ S và chữ USA hai mặt ha. Mã của cái này là 85 ACF nha anh em. 85 ACF ha. Đó, anh em có thấy cái tồi của nó không? Cái kìm này là mới chưa xài nha anh em. Mới 100% chưa sử dụng nha. Chiều dài của cái kìm này là 13 cm nha. 13 cm. Đó, cái thép của nó tồi ở ngay cái vị trí ngay cái lưỡi cắt ha anh em. Nó gia cố cái phần lưỡi cho nó rất cứng ha. Đó, lưỡi sát luôn ha anh em. Rồi tiếp theo là cây mỏ nhọn nha. Cây này nó có cái mã là 97 ACF nha. Đó, vẫn là USA và cái logo hãng Snap-on dập chìm ha. Đó. Cây mỏ nhọn này có sử dụng rồi nhưng mà xài lướt thôi nha anh em, xài lướt thôi ha. Cây mỏ nhọn này nó có chiều dài là 23 cm nha. Dài 23 cm. Cây hai nấc, ê xin lỗi, cây ba nấc và cây kìm cắt là mới chưa xài nha anh em, mới keng chưa xài ha. Và cây mỏ nhọn là có sử dụng rồi ha. Cán là cán màu xám cùng một set nha anh em, cùng một set ha. Đó, ba cây. Mã số 4 em đang để với giá là trên 3 triệu ha. Nhưng mà bộ này em đang sale nha. Anh em cứ chủ động inbox cho em ha, em sẽ báo giá cụ thể cho cái ba bộ kèm này cho anh em nha. Anh em đừng quan tâm tới con số này ha. Rồi tiếp theo là mã số 5 nha. Mã số 5
là một cái kìm cắt ha. Cái kìm cắt này mới cũng là 98-99% nha, giống như chưa xài luôn nha anh em. Cái này nó có cái mã là 388 ACF nha, 388 ACF. Anh em thấy cái chữ phía đây không? Đó, logo chữ S và chữ USA ha, dập chìm hai mặt, mặt trước và mặt sau, cán màu đỏ ha. Kìm mà nó chưa sử dụng hoặc là nó sử dụng lướt ha, ví dụ ha anh em, thì khi anh em mở ngàm ha, nó sẽ rất là rít nha, nó bót ha, nó không có phải mà nó lỏng lẻo ha anh em. Đó, có nghĩa là kìm nó ít sử dụng ha, lưỡi cắt là khít luôn nha anh em. Đó, em soi sát camera luôn ha, anh em quan sát kỹ nha. Kìm này còn rất đẹp nha anh em. Nó thiết kế phần cán tay cầm là nó thẳng ra ha, và cái ngàm nó sẽ chết nghiêng về phía trên ha. Đó, là anh em cắt dây điện ha, đó, nó sẽ như thế này. Anh em nhìn cái dáng kìm ha, đó, cái lưỡi nó sẽ chết lên phía trên ha. Rồi, chiều dài cái kìm này, chiều dài cái kìm này là 21,5 cm nha, 21,5 cm, đẹp hoàn hảo luôn nha anh em. Cán là còn nguyên vẹn ha. Mã số 5. Cái kìm này em đang để với giá trên 1 triệu nha. Mã số 5 trên 1 triệu ha anh em. Rồi, tiếp theo là mã số 6 ha. Mã số 6 ấy, lại mới về thêm một cái đèn pin đeo cổ nha anh em. Thì cái đèn pin đeo cổ này đi kèm với nó là cái dây sạc luôn ha. Dây sạc dùng cổng USB nha. Vị trí cắm sạc anh em cắm vào vị trí này ha. Thì cái đèn này là cái đèn đeo cổ dành cho những anh em làm ô tô mà anh em làm ở phần gầm ha, gầm máy ha anh em. Đó, snap on ha. Vị trí này là vị trí cắm sạc và đây là đèn báo nguồn nha. Mã của cây này là ECHDC038. Đó, hai cái vị trí hai bên này nè, là đèn nó sẽ gật gù lên xuống nha anh em. Ngay cái phần khớp này nó sẽ gật gù lên xuống ha. Đó, anh em điều chỉnh tùy vào cái góc nhìn của mình mà thấy nó phù hợp ha. Đó, nó gật gù lên xuống. Bên đây cũng vậy luôn ha. Chữ snap on hai bên luôn nha anh em. Đó. Và cái đèn, cái công tắc nguồn là nó nằm ở cái đèn ở bên phải ha. Vị trí anh em đeo vào cổ á, là anh em chồng vào ha. Anh em có thể banh ra như thế này và anh em chồng vào cổ anh em đeo ha. Phía sau này nó thiết kế là cao su mềm ha anh em. Đó, vị trí này là vị trí tùy vào cái cổ gáy phía sau của mình ha. Vị trí này nè. Đó, anh em bấm công tắc là đèn nó sẽ cháy ha. Đó, anh em thấy đèn nó sáng không? Thì độ sáng của cái đèn này là trên 2000 lumen nha anh em. Trên 2000 lumen ha. Đèn rất sáng nha anh em. Đó, đây nguồn nó báo nè ha, còn một vạch pin nha anh em, còn một vạch pin ha. Thì cái đèn này nó có độ sáng là liên tục nha anh em, mở sáng liên tục kể từ khi mà sạc đầy pin ha, là đến lúc hết pin là 6 tiếng nha anh em. 6 tiếng ha, 6 tiếng đồng hồ là mở suốt luôn nha anh em. Mở suốt 6 tiếng đồng hồ là đèn nó mới hết pin nha. Đó, em đo từ vị trí phía trước ra phía phần sau cổ gáy ha, là nó rơi vào tầm 22,5 cm nha. Từ cái vị trí phía trước này đến phía sau, phía sau là ngay vị trí phía đây ha, là 22,3,5 cm nha anh em. Đó, đèn hoạt động tốt nha anh em. Đó, anh em có thể gật gù lên xuống này, điều chỉnh hai bên góc nhìn này kia ha, tùy ý nha. Đó,
tắt ở đây. Đèn rất sáng nha anh em, sáng rất là lâu ha. Và đây là dây sạc nha, dây sạc anh em có cái phích cắm ha, cắm cái nguồn cổng USB này vào và sạc thôi đó. Mã số 6, cái đèn em đang để với giá 1,5 triệu nha, chuyển khoản bao ship nha anh em. Mã số 6 1,5 triệu chuyển khoản bao ship. Rồi tiếp theo là mã số 7 là hàng bãi nha anh em. Đó, bây giờ là em sẽ dẹp bớt cái đầu bãi nha. Ê, xin lỗi, là đồ snap ra ha. Mã số 7 là một bộ súng xịt hơi và dây luôn nha anh em. Thì sợi dây này là dây lò xo ha. Và cây súng xịt hơi của hãng Kurita nha anh em. Kurita. Cái này mới 100% chưa sử dụng nha. Còn đẹp len can luôn nha anh em. Thì đây là sợi dây lò xo. Chiều dài của nó kéo được tối đa là tầm hơn 3,5 m nha anh em. Hơn 3,5 m. Đó, anh em quan chú ý ha. Đây là đuôi đực ha. Đi kèm với nó là một cái đầu con cái tự động nha. Con này con tự động ha. Đây, tự động là anh em kết nối như thế này. Đó. Đây, anh em nhấn vào ha. Đó. Còn nếu mà một con cái bình thường ha, anh em phải gạt cái lẫy này xuống và đưa cái con đực vào ha. Còn con này là không cần nha anh em. Nhấn vào là xong ha. Con này cái hiệu của nó là THB, đầu tự động, phía trong là đồng nha anh em. Đó. Kết nối như thế này, để em test hơi cho anh em xem nha. Dây hơi nha anh em. Đó, nó rất gọn ha. Gắn hơi cho anh em xem nha. Đó, em đã kết nối hơi rồi nha anh em. Thì đây là con tự động kết nối, nó sẽ như thế này ha. Đó, anh em chỉ việc đưa vào như thế này và nhấn hai cái là xong ha. Đó, lấy hơi ra nè. Đó, anh em phải kéo xuống ha. Còn khi kết nối vào, anh em chỉ việc nhấn thôi ha. Cây này cái vòi của nó có điều tốc nha anh em. Đó, anh em nghe bóp cò hơi nó ra không có ha. Hơi rất nhỏ nha. Đây, anh em điều chỉnh nè. Đó, hơi lúc này là mạnh hết nha. Thì cái cây này á, là cây Kurita nha anh em. Đó, chữ Japan nó nằm góc dưới ha. Kurita. Nước xi là rất sáng nha anh em. Thì cái cây dạng này á, là cái đuôi đực nó kết nối vào phía trên ha. Không phải phía dưới này nha anh em. Đó. Ở dưới này nó làm ren và cái lỗ trống như thế này. Mục đích là chỉ là hình thức thôi nha anh em. Anh em đổi đầu đuôi đực này xuống vào vị trí này không có hơi nha. Đó, em báo trước nha, tại vì em bán súng em test trước khi em đăng nha. Đó. Và cái cò bóp phía trong á là cái núm tròn ha. Trường hợp anh em không thích sử dụng cái cò này, anh em có thể tháo ra và anh em dùng cái ngón tay anh em bóp vào phía trong cũng được ha. Đó, còn cái này có tay cò nha. Dòng này có tay cò ha. Đó. Và dây hơi nó kết nối như thế này. Trường hợp mà đuôi đực mà nằm phía trên như thế này á, là dây hơi anh em nằm phía trên á, anh em sử dụng rất là tiện lợi nha. Rất là tiện lợi ha. Dây nó không có xà vào ở dưới cái phần cổ tay của mình nha. Đó. Và anh em lấy ra, anh em gạt nha. Đó. Rất là đơn giản ha.
dây á, và dây anh em kéo á, là dài hơn 3 mét rưỡi nha anh em, hơn 3 mét rưỡi ha. Dây này dây lò xo anh em bóp cực kỳ mạnh luôn, cũng không có móp vô nha, dây rất cứng nha. Ở dây là test ok, không có xì chỗ nào nha anh em, không xì chỗ nào ha. Đó rồi, mã số 7 nha anh em. Mã số 7 là dây và súng luôn nha. Dây và súng em đang để với giá 500k nha. Mã số 7 500k, gồm có một con cái và một con đực ha. Con cái là con tự động nha. Đó. Và cây súng. Đó. Nguyên combo như thế này, mã số 7 500k. Rồi tiếp theo là mã số 8 nha anh em. Mã số 8 em giới thiệu với anh em là hôm nay là mấy cái đầu nói nhanh ha, chiếm đa số là đầu tự động nha. Đầu con thứ nhất á, là con đuôi chuột nha. Con đuôi chuột này nó của Yamato. Con này mới 100% nha anh em. Con này không phải là tự động ha. Con này không phải tự động. Đuôi chuột là dây 8 ly ha. Đó. Mới keng nha anh em. Chạy mắt Japan ha. Đó. Rồi con thứ hai là con dây gài nha. Con dây gài này cái hiệu nó là NAC nha. Đó, made in Japan, con này cũng mới chưa xài luôn, mới keng ha. Hầu như là mấy cái đầu nói nhanh này em săn bãi là kiếm mấy con mới em mới săn nha anh em. Dây này là dây gài 10 ly nha anh em. Dây là dây gài 10 ly. 10 ly này á, là cái lõi trong nha. Anh em chú ý ha, lõi trong là 10 ly ha. Còn ở ngoài là nó phải là mười mấy ly lận nha. Đó. Con này dây gài ha. Mới ken luôn nha anh em. Rồi, bắt đầu con từ con thứ 3 trở đi là tất cả đều tự động nha. Con này là Yoshida. Yoshida là nó giống cái con đuôi chuột này nè anh em. À xin lỗi, khác ha, Yamato và Yoshida. Đó, Yoshida made in Japan ha anh em. NKC coupling. Con này con tự động nha. Đây. Tự động là hoạt động như thế này nè. Đó, anh em thấy không? Rất là đơn giản ha, kết nối rất đơn giản nha anh em. Đó. Con này con tự động ha. Rồi con thứ tư là con SK11 nha. SK11 made in Japan. Đó, anh em thấy không, made in Japan ha. Con này anh em thấy không, nó rất là nhỏ gọn ha. Rất là nhỏ gọn. Ren trong 13 ly ha. Còn con này là con ren ngoài 13 ly nha. Đó. Ren trong 13 ly ha anh em, mới keng luôn nha. Đây, tự động nè. Cái đầu này nó xài kỳ quá. Đây anh em kết nối lại nè. Đó. Nè. Đưa phải ngay ha anh em. Em nãy em đưa lệch ha, nó không vô. Đây. Đó. Em test thôi rồi nha anh em. Mấy con này em test rồi nha. Bao anh em xài ha, con này là mới keng luôn nha. Đó, nước xi sáng trưng ha. Rồi con thứ 5 á. Con này của Chiyoda. Chiyoda ha. Con này cũng tự động luôn. Đây tự động nè. Đó. Đó anh em thấy không? Khi không có hơi ha thì mình kết nối thấy nó nhẹ tay lắm, nhưng mà khi có hơi á, anh em phải nhấn thiệt là mạnh nha. Đó như thế này ha. Đó. Mới keng nha anh em. Rồi, con cuối là con thứ 6 nha. Con thứ 6 này hơi đặc biệt chút xíu ha. Con này là con cao áp nha anh em. Đó, tiếng Anh ha. AirTech High Quality nha anh em. Cupla. Cái cốc nói nhanh dành cho cao áp ha. Những anh em xài máy cao áp ha thì con này phù hợp nha. Ren trong 13 ly.
Anh em nhìn thấy nguyên một con không, nó dày ghê không? Đó, rất là dày ha, và nặng luôn nha. Con này khá là nặng ha. Đây, đầu tự động nè. Đó. Nè. Đó. High quality, con này cao áp nha anh em. Anh em chú ý ha, con này cao áp nha. Rồi. Mã số 8 nha. Là hai con mã hai con này. Con đuôi chuột và con dây gài 10 ly là 100 ngàn một con ha. Bốn con tự động á thì ba con này giá là 150 một con nha. Riêng con cao áp này là 180k nha anh em. Anh em báo giúp em là con cao áp này ha. Con này giá là 180k con này nha. Rồi tiếp theo là mã số 9 ha. Mã số 9 đó là hai cây cờ lê trồng tự động nha anh em. Hai cây luôn ha, em ghép vô một bộ một một set như thế này ha. Hai cây này á là cây Sunky là số 14, 17, cây Stuck á là 13 và số 17 ha. Đầu tiên là cây Sunky nha anh em. Đó, đảo chiều ở vị trí này ha. Đầu tự động là còn rất đẹp nha anh em, giống như là chưa xài ha, nước xi sáng trưng luôn nha anh em. Đó, mặt trước mặt sau ha, và đầu bên đây là đầu số 17 đảo chiều nè. Đó, hoạt động tốt nha anh em, không có lỗi lầm gì ha. Đặc biệt những dòng cờ lê loại này á là cái tự động nó rất khó hư nha anh em, rất khó hư ha. Rồi tiếp theo là mã là cây Stuck nha, 13 và 17 nha. Đảo chiều nè. Đó, hoạt động tốt nha anh em. Cây Stuck này là mới chưa xài luôn nè, cây này mới ken luôn nha anh em. Đó, chữ Japan ha. Đó, hai bên là sáng trưng nha anh em. Đảo chiều nè. Đó. Số đều là số thông dụng nha anh em, 13, 17 hoặc 14, 17 ha. Trong tình huống anh em sửa xe gì đó, anh em mở ốc gì đó ha, hay gặp những con số này nhất. Những con số này là những con số thông dụng nhất ha. Đó. Hai cây này rất là đẹp nha anh em. Hai cây này rất là đẹp ha. Mã số 9. Hai cây này em đang để với giá 400k nha. 400k hai cây ha. Rồi mã số 10. Mã số 10 á, là một cái cây một cây nói nha anh em. Một cây nói dài ha. Cây này đúng nghĩa nói dài luôn nha anh em. Đó. Đầu này là đầu anh em kết nối cái khẩu nó vô nó lắt léo ha. Còn vị trí này là đầu 3 phần 8 nha. 3 phần 8. Cái hãng của nó là Plaz nha anh em. FLAZ ha, Made in Japan nè. Đó. Vị trí này vị trí anh em đưa ngón tay vào ngay vị trí này để giữ lại ha, nó chống chống trượt nha anh em. Đó, nó bám tốt ha. Đầu đầu này anh em kết nối vào đây ha. Đó, nó sẽ lắc léo như thế này. Nó lắc léo ha. Bi còn nha anh em. Đó, nó lắc léo như thế này ha. Không rớt nha anh em. Đầu 3 phần 8 ha, anh em chú ý nha, 3 phần 8. Rồi cái cây nói này nó có chiều dài. Bốn mươi lăm phẩy năm cm nha anh em. Đó, từ đầu tới đuôi ha, dài 45,5 cm, sáng sủa nha anh em. Rất là dài ha, để dành anh em kết nối vào mở những con ốc mà nó nằm trong kẹt xa ha. Đó, có cái đầu lắc léo này rất là tiện nha anh em, cái đầu lắc léo rất tiện ha. Rồi mã số 10 ha, cái cây nói này em đang để với giá là 150k nha. Mã số 11.
là cũng là một cái nói luôn ha. Nói này là nói lắc léo ha anh em. Nói lắc léo 1/2 ha. Đó, của Ton nha. TONE, mã là AZ-40 ha. Đó, chữ Japan nè anh em. Japan ha. Đuôi 1/2, đầu 1/2 ha. Thì nếu mà trường hợp mà hôm nay anh em nào chốt cái set khẩu ngắn và khẩu dài của hãng Snap-on ha, thì khẩu này em không bán, em sẽ tặng kèm nha. Em sẽ tặng kèm, nhưng mà cái đầu này là của Nhật ha. Đó, kết nối với lại súng ha anh em. Thì những cái đầu này á là anh em phải có cái chốt gài này nè. Anh em tháo cái xin nhựa, xin cao su này ra, gài cái chốt màu đen này vào đây ha. Thì lúc đó khẩu nó sẽ giữ chắc ha, giúp cho anh em bắn súng nó không có bị văng tuột ốc ra ha. Tại vì đa số là khi anh em dùng súng bắn những con ốc ra ha, thì cái lực của nó rất là lớn nha. Nó lớn rất là nhiều hơn so với anh em dùng cần ha. Đó, đây là khẩu lắc léo nha. Khẩu lắc léo thì em đo chiều dài sơ thôi nha. Chiều dài của nó tầm 8,5 cm nha. 8,5 cm. Thép đen ha anh em. Mã số 11 nha. Em đang để với giá 200k ha. Nếu mà anh em chốt cái khẩu của Snap thì em không có tính tiền khẩu này nha. Em không có tính tiền ha. Còn anh em mua đầu khẩu này thì với giá là 200k ha. Rồi, mã số 12. Mã 12 á là một cái cây cần tự động gật gù 3/8 của Super nha. Mã là RH300. Đó, chữ Japan nó kế bên ha anh em. 9.5 ly. 9.5 ly là đầu 3/8 ha. Đó, đảo chiều nè. Đó, hoạt động tốt ha. Có gật gù nha anh em. Còn cái vị trí mà đầu 3/8 âm như thế này ha, anh em dùng trong cái tình huống mà gặp con ốc mà nó cứng quá ha, thì cái cần này anh em mở không nổi ha, anh em đưa cái cây cần gật gù vào đây. Đây, để em ví dụ cho anh em, em lấy cây cần ra em ví dụ cho anh em dễ hiểu ha. Đây, đây là cái cây, cái cần gật gù ha anh em. Cái này của KTC ha. Thì trong tình huống anh em mở con ốc mà nó cứng quá ha, thì đây là cây cần gật gù anh em đưa vào đây ha. Anh em đưa vào đây. Đó. Thì lúc này tự động rồi ha. Tự động ở vị trí này. Ở trên này anh em thêm một cái tay nữa ha. Tay này anh em giữ và tay này nữa anh em gặt nữa, gặt thêm lực nữa ha. Đó, nó trợ lực thêm nha anh em. Đó là trong cái tình huống này ha. Tình huống gặp con ốc mà nó cứng quá, anh em sẽ dùng hai tay, anh em gị ha và mở con ốc ra. Nó sẽ có như thế này. Đó, trợ lực thêm ha anh em. Thì hôm nay em đăng là chỉ có cây cần tự động này thôi ha. Nếu tình huống mà anh em mà thích thêm cái cây cần gật gù như thế này thì anh em vui lòng báo rõ giúp em ha, thì em sẽ báo giá cái cây này ha. Còn hiện tại cây này mã số 12 á thì em chỉ báo giá đúng cây này thôi ha. Chiều dài cây này là 22 cm nha. 22 cm, đầu có gật gù nha anh em, tự động hoạt động tốt ha. Mã số 12 em đang để với giá 300k nha. 300k. Rồi, mã số 13 là một cái cần ngắn của hãng KTC ha. Cái cần ngắn này là 9.5 ly, có nghĩa là đầu 3/8 ha. Mã là BRM20-100. Sắp end phía này anh em. Đó, tự động nè. Anh em đảo chiều phía trên này ha, viết tắt chữ R và chữ L ha, right and left ha anh em. Đó, những cây ngắn như thế này anh em mở góc hẹp ha anh em, mở góc hẹp ha. Rồi, chiều dài cái cần này là 10 cm, hơn chút xíu nha anh em, hơn 10 cm. Mã 13 em đang để với giá 200k nha. Mã 14 là cây 1/4.
của KTC luôn nha anh em. Đó, 6.3 mm ha, KTC. Đầu 1/4. Anh em đảo chiều anh em gạt cái nút phía trên này ha. Đó. Đầu tự động hoạt động tốt nha anh em. Này nó dính miếng giấy keo ha, keo giá. Rồi chiều dài cái cần là 13 cm. Dài 13 cm. Mã 14. Em đang để với giá 150k ha. Rồi tiếp theo là mã số 15. Mã 15 là một cái chuyển từ chân lục giác 6.35 ly ra cái kẹp mũi khoan ha anh em. Cái này của Mỹ nha anh em. Jacob ha. Jacob Multigrab USA nè. Nó kẹp được mũi tối đa là mũi mũi mấy ly đây. Nhìn không rõ luôn. Kẹp mũi tối đa là 6 ly rưỡi gì nè anh em. 1/4 cho đến 3/8. Chân lục giác 6.35 ly nha anh em. Đầu kẹp này là của Mỹ ha. Anh em kẹp mấy cái mũi khoan nhỏ nhỏ để mình làm mấy cái việc nhỏ ha. Đó, đầu còn đẹp nha anh em. Rồi chiều dài. Chiều dài là 8 cm nha. 8 cm. Hoạt động nhẹ nhàng êm ái nha anh em. Đó. Mã số 15. Cái này em đang để với giá 200k ha. Rồi mã số 16 nha. Mã 16 là một cái vòi tứ cây ha anh em. Vòi tứ cây này mới chưa xài nha. Hiệu của nó là Braymay ha. Braymay. Made in Japan nha anh em. Đó, Made in Japan ha. Cò bóp nè. Đó. Vị trí này anh em đưa dây vào ha. Và anh em siết cổ dê. Đó, anh em tiến hành sử dụng ha. Phía trong là nó còn xin luôn nha anh em. Đó, xin chống nó rỉ ha, rỉ nước. Đó. Vị trí này anh em xiết củ dê vào nha. Mới kèn ha anh em. Đó. Anh em bóp cò anh em cái khóa này á anh em dùng trong trường hợp mà tưới nhiều cây quá ha. Đó, anh em đưa vào anh em cầm anh em ri qua đi lại ha, để mình tưới. Còn không mà anh em tưới ít quá thì anh em tự tay mình bóp ha. Đó, như thế này. Còn đây là cái núm anh em điều chỉnh cái lực nước ha, mạnh yếu. Đó. Chiều dài nó tầm 14.5 cm nha. 14.5 cm. Mới chưa xài nha anh em, còn đẹp len keng luôn nha. Mã số 16. Cái vòi tứ cây này em đang để với giá 220k nha. Rồi mã số 17 ha. Mã 17 là một cái thước nha anh em. Cái thước này là đo cái độ rộng của sợi dây cáp ha. Thông tin em tìm hiểu á, là anh em đưa sợi dây cáp vào đây. Ví dụ như là, để em lấy một cái ví dụ cho anh em dễ hình dung nha. Trong cái tình huống mà anh em gặp một cái sợi dây ha, anh em không biết rõ sợi dây đó là nó kích thước bao nhiêu ha, anh em chồng vào đây. Đó, ví dụ như đây là không lọt nè, kế bên nè. Đó, là nó khích luôn anh em thấy không. Nó sẽ đo cái sợi dây ha, sợi dây cáp.
Em tìm hiểu trên Google á, là cái thước này nó đo chủ yếu là đo dây cáp ha anh em. Đó, đo cái độ dày của sợi dây cáp là bao nhiêu ha. Đó. Anh em lấy ra. Thì cái thước này là của Mỹ nha anh em. US Standard Sheet and Plate Iron and Steel ha. Steel gì nè. Nói chữ USA ha anh em. Mấy cái chữ nhỏ nhỏ nè. Đó, cái này là nó thép nó khá là dày nha anh em. Thép rất là dày ha. Dày tầm 4 ly nha anh em. Dày 4 ly ha. Đó, thông số chi tiết này kia là nó khắc chìm nha anh em. 1 2 3 4 5 6 ha, còn bên đây là 7 8 9 10 11 cho đến số 25 luôn nha. Đó. Khá là dày ha. Rồi chiều dài. Chiều dài cái thước là 14,5 cm. 14,5 cm nha. Mã số 17. Em đang để với giá 200k nha anh em. Rồi tiếp theo là mã số 18 nha anh em. Mã 18 là một cây ke vuông góc và nó xéo 45 độ ha. Cái này nó của Sinhua nha, chim cánh cụt ha anh em. Đó, thước này kia kẻ vạch này nè, này nọ là nó còn đầy đủ hết anh em. Con cái là nó có kẻ vạch thôi mà nó không có số nha. Cái này là cái lớp keo nó bị dính, nó bám bề mặt ha anh em, chứ không phải nó bị rỉ sét nha. Này là chất liệu thép không rỉ nha. Rồi phía trên này nó có chiều dài tầm là 17 cm nha. 17 cm. Thước còn sáng sủa ha anh em. Đó, không có cong vênh ha. Cái vị trí này anh em ke 90 độ ha. Này xéo 45 độ nha. Đó. Kim cánh cụt. Mã số 18, cái thước này em đang để với giá 200k nha anh em. Rồi tiếp theo là mã số 19 ha. Mã 19 là một cái cây bẻ vuông góc 90 độ ha. Cái bẻ vuông góc 90 độ này của Agnes nha anh em. Dành cho trường hợp anh em xài trong cái góc hẹp ha. Đó. Mũi này mũi khóa vít nha. Anh em kéo lên ha. Kéo lên và đưa mũi vào và nó khóa cứng ha. Đó. Rồi em test thử cho anh em xem nha. Hoạt động tốt nha anh em, không có lỗi lầm gì ha. Của Agnes ha. Rồi, mã số 19 nha. Cái bẻ gốc này em đang để với giá 250k nha. Mã số 20. Mã 20 là hai cây vít nha anh em. Một cây của Mỹ và một cây của Anh ha. Cả hai đều là mũi dẹp. Mũi dẹp nha anh em. Cái này của Allen ha, Stanley. Đó, mấy in Allen ha. Stanley nè. Cán là nhựa cứng nha anh em. Rồi chiều dài cái vít này là 23,5 cm nha. Mũi dẹp ha anh em. Đó. Rồi cây này là cây mũi dẹp luôn nha. Cây này hàng bãi nha anh em. Mũi nó hơi xấu ha, của hãng Snap-on nha.
của Snap-on ha. Đó, SSD 480 vô tay ha. Đó, cái này nó dính sơn nha anh em. Cán là cán nhựa cứng luôn ha. Mũi dẹp. Đó. Rồi chiều dài. Chiều dài cái vít dẹp này là 25 cm nha. Dài 25 cm. Cả hai cây. Mũi đều ok, không có bị cong quanh đâu nha anh em. Đó. Mã 20. Hai cái vít này em đang để với giá 250k nha. Mã 21 là một cái nhíp gấp linh kiện nha anh em. Cái nhíp này gấp linh kiện ha, size dài nha anh em, mới 100% nha. Hiệu của nó là Taiyo ha. Đó, logo nó khắc nhỏ ở đây ha anh em. Phía trong là nó có răng ha. Giúp cho anh em kẹp nó chắc chắn ha. Rồi nhíp gấp linh kiện cây này nó có chiều dài là 23 cm nha. 23 cm. Mấy anh em làm bên bên điện ha, hoặc là anh em có hàng chì hoặc là cái gì đó, anh em có mấy cái cây nhíp gấp này cũng rất là đỡ nha. Đó, anh em kẹp giữ đầu này kia anh em chống hàng ha. Đó. Rồi mã số 21 ha. Cái nhíp gấp linh kiện em đang để với giá 120k nha. Mã 22. Mã 22 là một cây búa ha anh em. Búa. Búa này nó cũng mini nha anh em. Đó, nhìn cái cán của nó hơi lạ ha. Phía trong đây nó ốm, phía đây nó bầu ha. Đó. Cái này anh em dùng vào mấy cái việc nhỏ nhỏ nha anh em. Làm mấy việc nhỏ nhỏ. Rồi, cây búa này nó có chiều dài là 27,5 cm nha. 27,5 cm. Cân nặng của cây búa này là 100g nha anh em. Nặng chỉ có 100g thôi nha. Đó. Mã số 22. Cây búa này em đang để với giá 80k nha. 80k. Mã 23. Mã 23 là một cây búa đồng nha anh em. Đó, cán là cán cao su mềm ha. Anh em, đây nó có chữ Made in Japan, nó nằm góc phía dưới nè. Đó, Made in Japan ha anh em. Cán màu trắng ha. Thì cây này em về em có mài dũa cái phần đầu lại ha, cho nó bằng ha, chứ ban đầu của nó nhìn nó mớp méo lởm chởm này kia nhiều ha. Tại vì búa đồng ha, anh em sử dụng nó rất là dễ cấn mớp nha. Tại vì cái chất liệu đồng này nó mềm ha, thì anh em dùng trong cái tình huống nào mà nó không có đánh lửa ha, thì búa đồng nó sẽ đánh, nó gõ xuống là nó không đánh lửa nha. Đó, đây nó có ghi số 500 nè, không biết như thế nào ha. Đó. Em có về em mài dũa sơ nha anh em, mài dũa sơ ha. Đó, đồng ha. Chiều dài cái búa này là 22,5 cm nha. Cân nặng của cái búa này là 450g nha anh em, 450g ha. Đó, búa đồng dùng cho anh em gõ những cái đồ nào này kia nó không có dấu chày là một, cái thứ hai nó không đánh lửa ha. Đó, búa đồng nó sẽ làm những được chuyện đó nha anh em. Còn búa sắt mình gõ vô tới đâu là nó mớp tới đó, nó chày tới đó nha. Búa đồng thì không có ha. Rồi, mã số 23. Cái búa đồng này em đang để với giá là 170k ha. Mã 24 là một cái búa của hãng Dokyu nha. Đó. Dokyu Made in Japan ha anh em. Cán cao su mềm ha. Đó. Đây nó có cái móc treo luôn nha anh em. Phía sau này. Dokyu
và chữ Japan không ha. Đó, có cái móc treo ha. Cái búa này có sử dụng nhưng mà nó xài lướt ha anh em. Đó, bát giác ha. Cái này là nó bằng nha anh em. Còn cái này thì nó hơi nhô nhô lên chút xíu ha. Đó, nó nhô nhô lên chút xíu. Nó đầu tròn và xung quanh nó cũng là bát giác ha. Có sử dụng nhưng mà sử dụng ít nha anh em. Trong nó có số 1.1 ha, 1.1. Không biết là để làm gì luôn. Đó. Rồi cái búa này nó có chiều dài là gần 30 cm nha anh em. Tới tính luôn cái móc ha. Tính luôn cái móc luôn á là dài gần 30 cm ha. Rồi cái búa này nó có cân nặng là 1,1 kg nha. Thì ra là số 1.1 phía sau đây là nó ghi là cân nặng của cái búa này nha. Cái búa này nặng 1,1 kg nha anh em. 1,1 kg ha. Đó. Mã số 24. Cái búa này em đang để với giá 250k nha. 1,1 kg. Rồi tiếp theo mã số 25. Mã 25 là một cây búa cao su. Cao su mới 100% còn tem luôn nha anh em. Đó. Hiệu của nó là Briton ha. Briton. Đây, cái mặt của nó nè anh em thấy không, chưa có dấu gõ nha. Không có dấu chày xước gì ha. Đó. Đó. Cái này nó nằm bãi, nó dính mấy cái đồ mà bị rỉ sét ha anh em. Và nó loang và nó dính vào đây ha. Thì em cũng cố gắng em chùi rồi. Đó, nó tới đây rồi ha. Phần tem này anh em kéo lên kéo xuống ha, nó còn mới lắm nha anh em. Đó, vị trí này tay cầm chống trượt ha. Thì búa cao su này ở trong nó có cát ha anh em. Khi anh em gõ nó nghe cái tiếng. Đó, như thế này ha. Mới nha anh em, cái này còn tem luôn ha, chưa có dấu gõ nha. Không có dấu chày xước gì hết ha, ngay mặt búa nè. Đó. Rồi cái búa này nó có chiều dài là 30 cm nha. 30 cm. Nặng 800g nha anh em. Cái búa này nặng 800g ha. 800g. Mã 25, em đang để với giá 250k nha. Rồi, kết thúc clip ở đây nha anh em. Đó, chân thành cảm ơn anh em đã chú ý quan tâm và theo dõi clip của em ngày hôm nay ha. Thì hôm nay em có chọn thêm cái hàng của hàng Snap-on ha. Thì nó có 6 mã. Có 2 mã là em đã báo giá rồi. Còn 3 mã còn lại anh em muốn biết cụ thể giá cả của sản phẩm đó thì vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0937 009 112, em tên Sang nha, hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn ha. Số điện thoại này cũng có số Zalo nha anh em. Đó, cảm ơn em rất là nhiều ha. Và em nhắc lại thêm lần nữa ha, anh em vui lòng bấm vào phần tiêu đề giúp em nha để theo dõi chi tiết rõ ràng về cách thức giao dịch ha. Thì những cái đơn hàng nào mà từ 300k trở lên chuyển khoản em bao ship ha. Dưới 300k chuyển khoản em không bao ship nha. Anh em chú ý ha. Và ship code thì chuyển khoản bất kỳ gì cũng vậy, là dưới 300 em không bao ship ha. Đó, trừ những trường hợp đặc biệt thì em sẽ có những thỏa thuận riêng ở trong cái phần tin nhắn mà nói chuyện với anh em ha. Còn ở trên cái phần tiêu đề đó, luôn luôn em để cái phần mô tả. Đó, cho nên là anh em vui lòng xem qua giúp em cái phần mô tả đó nha. Để tránh hiểu lầm trong cái quá trình mình mua bán á, em nhiều khi em bận quá em sai sót, ví dụ như em không có nói rõ anh em là dưới 300 chuyển khoản bao ship gì đó, thì nó có lâu lâu nó cũng sẽ có những cái sai sót như vậy. Thì mong anh em chú ý giúp em cái phần tiêu đề dùm cái ha. Anh em có mua bán hoặc là mua hàng cái gì đó, anh em vui lòng tìm hiểu kỹ giúp em ha, và tìm hiểu xem rõ cái thông tin người bán đó, để không thôi mình mua hàng mà cảm thấy mình ức chế nhiều quá thì nó cũng mất hay đi ha. Đó, em cái gì em cũng nói rõ, mong anh em chú ý theo dõi giúp em nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều ha. Thời gian gần đây thì bãi nó ít đồ quá, cho nên là em
lên clip nó cũng không có đều như mấy tuần trước ha. Thứ năm em ngắt quãng 2 tuần rồi, em không lên clip thứ năm. Mong anh em cũng thông cảm và bỏ qua cho em ha. Thì nếu mà nguồn hàng nó tiếp tục về thì có hàng đều đặn á, thì em sẽ lên clip đều đặn cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo vào tuần sau nha. Rồi, tạm biệt anh em ha.